chào quý vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc Tổng thống Joe Biden khởi hành đến đảo Nantucket để ăn mừng lễ tạ ơn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khởi hành đến đảo Nantucket, Massachusetts vào hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 11 để kỷ niệm lễ tạ ơn tại đây. Ông Joe Biden đã tổ chức lễ tạ ơn ở Nantucket gần như hàng năm kể từ năm 1975. Hòn đảo cách Cape Cod khoảng 30 dặm, tương đương với 48 km về phía nam bằng phà từ Cape Cod, từ lâu đã trở thành điểm nghỉ mát ưa thích của những người giàu có. Mặc dù mùa hè diễn ra nhiều hơn so với lễ tạ ơn, ông Joe Biden, người đã tròn 81 tuổi vào hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 11 vừa qua, đã phá vỡ truyền thống gia đình vào năm 2015 sau cái chết của con trai ông Beau vì bệnh ung thư não, và vào năm 2020 sau khi được bầu làm tổng thống vì đại dịch, khi ông tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng để tránh đi lại và tụ tập nơi đông người. Người mua sắm đã đến các cửa hàng để mua sắm những ưu đãi sớm vào ngày Black Friday. Những người mua sắm trong nghi lễ tại Chicago đến Target để mua sớm vào ngày thứ Ba 21 tháng 11. Công ty khổng lồ bán lẻ này là một trong số rất nhiều công ty đưa ra những đợt giảm giá lớn vào ngày Black Friday trước lễ tạ ơn. Alina Delaney, mẹ của hai đứa trẻ, đã nói: "Tôi tới đây vì Starbucks, nhưng sau đó chúng tôi quay trở lại lối đi đồ chơi, nên các con cũng thích ở đây." Delaney nói cô và con gái 11 tuổi và 7 tuổi mong chờ khoản tiết kiệm mà ngày Black Friday sẽ mang lại. Delaney nói điều này có ý nghĩa rất lớn vì chúng nhận được nhiều món quà hơn, và số tiền tương đương với số tiền mà chúng tôi nhận được trong suốt thời gian còn lại cả năm sẽ được tiết kiệm. Vì thế, đây là một chiến thắng có lợi cho tất cả mọi người. Cơn sốt du lịch lễ tạ ơn bắt đầu với tuyết rơi đe dọa vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên với khoảng 2,7 triệu người dự kiến sẽ lên chuyến bay vào thứ Tư. Và hàng triệu người khác dự kiến lái xe đi chơi nhân lễ tạ ơn. Các quan chức hàng không cho biết họ tự tin có thể tránh được tình trạng gián đoạn lớn đã xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua, tạo ra hàng như khủng hoảng tại Southwest Airlines. Nhưng mưa lớn và mưa tuyết dọc bờ đông có thể gây ra sự chậm chạp. Cơ quan thời tiết quốc gia dự đoán tuyết sẽ tích tụ ở miền Bắc New England vào ngày 22 tháng 11, bao gồm lượng tuyết rơi lên tới 20,3 cm ở miền Bắc Maine. Dự kiến tuyết cũng sẽ đổ bộ vào dãy núi Rocky phía Bắc vào ngày lễ tạ ơn, mang theo lượng dày tới 30 cm, đến với các vùng như Wyoming vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, các sân bay ở Hoa Kỳ chỉ báo cáo có 9 chuyến bay bị hủy và 260 chuyến bay bị trễ, theo như FlyAware đưa tin. Các hãng hàng không đã bổ sung thêm hàng đua ngựa trong vài năm qua, và Southwest cho biết họ đã mua thêm thiết bị mùa đông để giữ cho máy bay di chuyển ngay cả khi nhiệt độ dưới đóng băng. Ngoại trưởng Việt Nam cho biết Hoa Kỳ sẽ sớm trao quy chế thị trường cho Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với báo chí trong nước Hoa Kỳ sẽ sớm trao quy chế thị trường cho Việt Nam, trong khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi động việc rà soát tình trạng kinh tế phi thị trường của quốc gia Đông Nam Á mà Hoa Kỳ áp đặt trong hơn 2 thập niên qua. Trước đó, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng khi tới Hoa Kỳ dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tuần trước ở San Francisco đã kêu gọi Washington công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối tác ở San Francisco, ông Thưởng từng nói Hoa Kỳ không nên cứng nhắc theo quy định trong việc công nhận cơ chế thị trường của Việt Nam. Lời kêu gọi này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vào giữa tháng 9, cùng với ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nâng cấp bang giao Hoa Kỳ và Việt Nam lên tầm cao nhất, nghĩa là đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam mở rộng đại án Vạn Thịnh Phát khởi tố thêm 72 người trong hai vụ án mới. Nhà chức trách Việt Nam khởi tố thêm 72 bị can, gồm hàng chục lãnh đạo và thanh tra của nhà nước trong hai vụ án mới liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, vốn đã khiến cho bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ vì bị cáo buộc thao túng ngân hàng SCB để biển thủ hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương với 12 tỷ Mỹ Kim.
Truyền thông trong nước cho biết việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan được thông báo tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương vào hôm 22 tháng 11 vừa qua. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã và đang dẫn dắt chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đó, vào hôm ngày 18 tháng 11, Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can sau khi cơ quan điều tra kết luận rằng bà Lan, chủ tịch của Vạn Thịnh Phát, được sự giúp sức của các bị can đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,36 tỷ Mỹ Kim của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB mà bà là cổ đông chính thông qua các hồ sơ vay khống. Trong vụ án chiếm đoạt tài sản SCB này, bà Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh, trong đó có tội hối lộ. Những quả bóng bay kích thước bằng tòa nhà càng trở nên sống động ngày lễ diễn hành tạ ơn Messi. Thưa quý vị, Pikachu, Ronald McDonald và nhiều quả bóng bay khác được bơm phồng vào ngày 22 tháng 11, tức là trước ngày lễ diễn hành tạ ơn Messi thường niên lần thứ 97 tổ chức ở New York vào hôm nay. Tổng cộng 25 quả bóng bay và 31 chiếc xe hoa sẽ xuống đường diễn hành theo giai điệu của những ngôi sao ca nhạc như là Cher. Cuộc diễn hành bắt đầu tại phố 77 West và công viên Central West vào 8 giờ 30 phút sáng vào thứ Năm và kết thúc bên ngoài quảng trường Macy Harold trên phố 34 vào trưa nay. Và bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping đang có chương trình tri ân quý khách hàng thường xuyên với mùa lễ tạ ơn. Mọi chi tiết xin mời quý khán thính giả liên lạc về 714-892-5717. Quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Sứ ngôn viên Linh Trình và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả, những người thân yêu, bạn bè thân hữu một ngày lễ tạ ơn và những ngày cuối tuần thật vô lượng an lạc.